Rồi, chào mọi người. Bây giờ lại tiếp tục giới thiệu mọi người những cái dụng cụ mà chúng ta làm vườn đây. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh ha, nhiều lúc chúng ta cần phải trồng kiểng, trồng cây, trồng đồi gì đó. Chúng ta cần những dụng cụ làm vườn ha. Ở thị trường thì ít người bán. Thì hiện tại bên cửa hàng mình cũng đã mang về rồi đây. Thì ta giới thiệu sơ cho mọi người thấy ha. Thì trên tay đây là một cái, chờ một chút. Đây, lấy cái này đi. Đấy. Thì cái này là cái dụng cụ để làm vườn nè, nếu mà bằng cào ha. Đó, một bên là chúng ta có thể làm cây cào xới đất làm vườn á, đúng cái tên nó là cây cào xới ha. Cái này cây cào nè, cái này cây xới, thì mình xới đây là mình xới đầu nhỏ thôi nha. Đó, cào xới đất làm vườn, giờ cầm tay rất là đẹp. Hàng này hàng của Inco ha, thì cái này nó làm cho mấy nước ngoài xài rất là nhiều á. Tại mấy nước ngoài thông thường á, cuối tuần là nó hay làm công việc gia đình á, 6 thứ 7 rồi đó. Thì đây nữa, bên cửa hàng mình cũng đã đem về bán nha. Cây này rẻ lắm, có 60 ngàn thôi nha. Cái cây này 60 ngàn, mình vừa xới đất vậy nè, mình xới cho nó tơi ra để mình trồng cây á, mình cuốc cuốc nhỏ đó. Cây này có 60 ngàn thôi nha. Rồi, và kế tiếp mình đây thêm một cái cây này nữa. Cây này có cây là cây cào đất, thì nó là cái cây chúng ta hay gì chúng ta băm á, nhờ chúng ta cào cho nó tơi ra, nó giống như cái chức năng cây này nè, nhưng mà cây này to hơn nha. Cái bàn này cào to hơn để chúng ta cào, chúng ta có thể gieo giống hoặc gieo hạt gì đó ha, cào phân rồi đó cho nó đều ra, là cho nó tơi ra. Thay vì chúng ta dùng tay chúng ta bóp, thì đây là cái cây dùng để hỗ trợ cho mọi người cái công việc đó đó. Cũng có 60 ngàn thôi, nó quá rẻ luôn nha. Đó, một cây cào xới. Và cái tiếp đây là cái cây cái cây này là cái cây xẻng xúc đất làm vườn. Thì cái xẻng này là có dài là 340 mm nha. Anh em cần xúc đất làm vườn thì ta dùng cái cây này, chúng ta xới. Đấy, rất là đã luôn nha. Trời ơi, đẹp quá trời. Có 55 ngàn thôi, 55 ngàn cho cái cây xẻng xúc đất làm vườn này nha. Cái xẻng là xẻng lớn nè. Còn mình sẽ lấy cho người xem một cái xẻng nhỏ. Xẻng nhỏ nằm bên đây. Thì đây là cái cây xẻng nhỏ. Thì cái cây xẻng này cũng có cái giá là 55 ngàn, nó nhỏ hơn chút thôi nhưng mà giá không đổi nha. Thì chiều dài nó ngắn hơn chút, 320 mm thôi đó. Anh em mà làm đồ nhỏ thì chúng ta chơi cái nhỏ giống vậy à, còn không chúng ta làm đồ lớn chứ cái lớn cũng giá là 55 ngàn luôn đó. Đẹp gì đâu, hãng Inco làm cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, ok rồi. Kế tiếp đây cũng là một cái cây cây này cây gì đây, cũng cây xới đất làm vườn luôn. Thì hiện tại xới đất mình có ba cây này ha, một cái cây này, cây này, cây này, ba cây xới đất. Anh em phù hợp với nhu cầu mình á, nào là mình xới ha, còn không mua về sưu tầm á, ok mua ba cây về. Ở đây là nó dùng sơn tĩnh điện nha, nó sơn nè, người thấy không, nó rất là dày đó, chứ nó không phải là bằng sắt nên cái độ sét mình nghĩ nó lâu nó mới sét. Bởi vì chúng ta làm mà nó vệ sinh xong thì nó sẽ không có sét đâu, nó sẽ có độ sơn nó rất là dày luôn á, chứ nó không phải là bằng sắt mình để ra ngoài oxy hóa là nó sét liền ha. Đó, gọi là sơn chống sét đây nè. Đó, người thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Thì anh em chúng ta mua sưu tầm thì chúng ta mua mọi thứ cây gì chúng ta sưu tầm thôi, 60 ngàn cây đó. Thì trong cái bộ này thì cái này 60, cái này 60, cái này 60 ha, cái này 55, cái này 55. Rồi, đó là bộ làm vườn. Còn anh nào muốn tỉa cành cây thì ok mua cái này, có 198 ngàn thôi, cây này tỉa cành nha. Hàng công nghiệp luôn, có chiều dài của cái này là 22 inch. Chiều dài của cái lưỡi 22 inch. Đó, thì chúng ta dùng để tỉa hàng rào á. Anh em có hàng rào thì chúng ta tỉa nó được thiết kế là nó cong. Đây nó cong như vậy nè. Đó, anh em cầm mà chúng ta tỉa ha. Đó, cầm chúng ta tỉa hàng rào. Đó. Nha. Rồi cái cây tỉa hàng rào. Còn không thì chúng ta lên đây chút xíu thì chúng ta mua cái cây này. Cái này là cây kéo cắt tỉa nè. Đó. Giá có 80 ngàn thôi nha. Kéo cắt tỉa của hãng Inco luôn, 200mm 8 inch. Thì bây giờ nó làm cũng giống giống hết rồi. Cây này hơi mắc một chút nè. Đó, cái này nó mắc hơn chút rồi. Cây này không biết sao nó mắc như vậy ha. Anh ghi industrial đây, hàng công nghiệp nè. Cái độ thép của nó, này cái độ khóa, độ cứng gì đây nữa hả. Thép này là SK5, là một loại thép SK5 hàng công nghiệp. Hàng này là không phải hàng công nghiệp ha. Hàng này là hàng công nghiệp. Nó giá tới 150 ngàn nữa nha mọi người. 150 ngàn cho cái cây này. Đó,
205 mm, cũng kéo các cạnh thôi đó, nhưng mà nó làm SK5 hay là chắc một loại thép. À, nó cắt tối đa là được phi 12 mm nha, cái tinh nè cắt tối đa được 12 mm đó. Nó dùng cơ chế nó rất là hay ha, đã quá trời luôn á. Còn 150 anh em nào thấy đẹp hay không, cây hôm nay cây khác nha, cây này chất màu, cây này quên nhắn giá rồi, cây này cũng rẻ mà đó, cây này khác, cây này đó cũng kéo có cành thôi nha, này mình quên nhắn giá rồi không nhớ đâu. Rồi đó là kéo có cành. Còn anh em mà nhà muốn có vòi nước thì ok, mua thêm cái đầu vòi này không vậy. Đây là một cái bộ vòi cực kỳ hay luôn nè, anh em gắn vô cái đầu trên đây là đầu 27 nha, đầu 27 đầu ra, và ở đây nó có hai cái đầu ra, nó chia làm chẵn ba nè, thì mỗi cái van này nó sẽ khóa một chiều, nó sẽ khóa lại. Anh em muốn nước ra thì mình sẽ đút vô, nhiều đút cái vòi này vô nè nha, đút những cái đầu, hai cái đầu này đút vô đây đó, đút như dưới đây nè thì nó sẽ cho nước ra nha, đó nó sẽ cho nước ra đó, rất là hay luôn. Mà mình không cho, mình khóa lại đây hai cái nút này, nút on off. Hai cái đầu vòi này cửa hàng đang bán với giá 150.000 nha, 150.000 cho cái bộ này, hàng công nghiệp. Mấy đầu này trên đây là đầu 27 nha, đó nhắc lại 27 để anh em có thể mua đầu mình vào được. Ở đây mình nhét vô thôi ha, không mua thêm cái bộ giống vậy, mình nói ra ống nước ra vào để mình xịt, mình cần một cái đầu nước mình ra hai cái chế độ á, mình mua cái đầu nói giống vậy nha, rất là tiện dụng luôn. Và nó có khóa chi tiết từng đầu ra nữa, nó khóa từng đầu ra luôn nè, anh em khỏi phải chế hay bắt chế độ 27 ra thôi à, rất là đẹp luôn đó. Và trên đây có thể xoay qua xoay lại được ha, mọi người bắt vô rồi mọi người xoay qua xoay lại được, tại nó có dùng phốt nó trắng hết rồi, rất là đẹp này. Đấy, hàng công nghiệp của hãng Inco là cũng rất là đẹp ha, chất lượng nhựa cũng xịn nữa. Ok, có 150.000 thôi đó. Thì những cái đầu này thì mình mua xong mình xài, đây là những cái đầu nối nè, những cái đầu nối mình gắm vô cái giắc đó, hoặc là cái đầu nối gắn vô cái giắc này, đây là đầu xịt có 60 thôi, cũng rẻ đó. Rồi tiếp mọi người ha, thì mọi người có thể mua ống nước này chúng ta xài gia đình, thì chúng ta có thể tưới cây bằng ống nước này và rửa xe cũng được đó, có 60.000 thôi. Thì mua thêm bộ đầu chúng ta nói vào đó, còn không thì chúng ta muốn tiện dụng thêm chúng ta có thể là mua cái đầu này cũng được. Đầu này thì nó dùng cái chế dặn thay cho những cái vòi xịt bằng đồng mọi người hay mua ở ngoài á, thì cái đầu này có thể mình tháo ra rút vào được, rất là tiện luôn. Mọi người mua cái đầu này hoặc là cái đầu dưới này, ba cái đầu này nè, đầu này hoặc cái đầu này hoặc là đầu ở phía trên nó đó, 60.000 cho nó đó. Thì mọi người xài cái van một chiều nè nha, cái đầu van một chiều này mình đã hướng dẫn rồi ha, mọi người chỉ cần rút đầu ra thôi, nước sẽ không bao giờ chảy ra. Khi mọi người nhét cái đầu này vào nước nó sẽ chảy, cái đầu này cũng vậy ha, mình nhét vào trong đây có thể xài chung đây đó. Mọi người dùng ba cái chế đầu khác nhau, ví dụ mọi người mua một cái vòi này đó, một cái vòi này hoặc cái vòi bên kia, chúng ta cần xài cái nào chúng ta đút tháo ra đút vô thôi. Còn đây nước van một chiều nó sẽ không có xì ra đâu, tại nó có van một chiều nè nha đó, nước nó vào trong đây thì mình nhét cái phong này thì nó mới mở cái van này ra để nó mới chảy vô cái thằng này nó mới hoạt động được. Đó là cái hay của nó, thì mọi người có thể mua về chúng ta về xe gia đình chúng ta xài rồi vậy thôi. Còn cái đầu này là nó gồm là tới 2, 4, 6, 8 tới 9 chức năng trên đây nè, nó phun nó sạch rồi nó tùm lum hết đó, thấy chưa, nó gồm 9 chức năng ở trên đây mà giá có 70.000 thôi, nó bèo béo bèo à. Đó, để anh em về mua thể tưới cây, tưới lan, tưới vườn, tưới gì đó tưới đó. Rồi ok ha, đây gần như là những cái kệ này là mình để những cái đồ làm giường hết đó ha, làm giường đó, đó xúc xẻn rồi nè. Cái đây là cái kìm động lực này, kìm này có 90.000 nè ha. Chúng ta làm đôi lúc chúng ta cần cộng cái kẽm hay cộng gì đó, hay chúng ta cần cắt á, mà dùng những cái kìm mà bóp bánh nặng, chúng ta dùng kìm này ha, dùng làm thép CRV ha, hàng chính hãng của Inco, dùng công nghiệp đây, cắt rất là ok đó. Những cái cộng kẽm mà nhỏ ta dùng kìm kia thì nó bóp nó đau tay, nó nặng tay, thì thôi người ta dùng cái kìm này quá trời rẻ, 90.000 thôi ha đó. Thì anh em có nhu cầu thì mình qua lấy. Rồi hết rồi anh em á, thì từ từ mình sẽ đưa lên những cái kệ giống vậy nè, có cái nào mình giới thiệu, ok mình sẽ giới thiệu cho mọi người để mọi người có mua hàng thì mọi người biết mọi người mua ha. Nó những cái xúc, những cái sản. Dạ ok ha, anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ tiếp số điện thoại bên dưới. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.